Mới đây, Bộ Công an đã công bố 21 người bị khởi tố bắt tạm giam vụ góp phở đánh bạc, trong đó có hai phó chủ tịch và hai phó tổng thư ký Hiệp hội Golf Việt Nam cùng nhiều doanh nhân. Cụ thể, có 16 golfer bị khởi tố bắt tạm giam về tội đánh bạc, ba lãnh đạo của Hiệp hội Golf Việt Nam. Nhóm golfer đánh bạc gồm nhiều người là doanh nhân có tiếng tăm trong một số lĩnh vực. Hai phó chủ tịch Hiệp hội Golf là Lê Hùng Nam và Trần Thanh Tú, cùng với ông Nguyễn Tuấn Việt, phó tổng thư ký Hiệp hội Golf cũng bị khởi tố điều tra về tội đánh bạc. Trong đó có ông Thái Tấn Dũng là chủ một doanh nghiệp kinh doanh vải lụa rất lớn, ông Đặng Đình Hậu từng là thành viên hội đồng quản trị của VGS Group, ông Nguyễn Công Đức là doanh nhân hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính và nhiều ngành nghề khác. Các golfer còn lại bị khởi tố tội đánh bạc gồm Nguyễn Hồng, chú quận Ba Đình, Hà Nội, Ngô Hữu Tiệp, chú quận Tây Hồ, Hà Nội, Diêu Chí Hảo, chú quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, Trần Quyết Thắng, chú quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Lê Tuấn Việt, chú quận Đống Đa, Hà Nội, Nguyễn Mộng Liêm, chú quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Lê Hồng Nhân, chú quận Hà Đông, Hà Nội, Nguyễn Nhật Trường, chú quận Cầu Giấy, Hà Nội, Nguyễn Hữu Huân, chú tại thành phố Bắc Giang, Võ Ngọc Hường, chú quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Cơ quan điều tra xác định trong 22 người này thì 5 người tham gia với vai trò tổ chức đánh bạc. Tại hiện trường, ban chuyên án thu giữ vật chứng tổng cộng 4.650.000 điểm phỉnh, tương đương hơn 4,6 tỷ đồng và nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan. 5 người bị khởi tố bắt tạm giam về tội tổ chức đánh bạc gồm Trần Anh Linh, giám đốc công ty Trần Lê Gia ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Trần Thị Ngọc Minh, Trần Thị Thanh Thủy, Phan Thị Huyền Như và Nguyễn Thị Thu Kiều. Ban đầu, công an xác định người cầm đầu tổ chức vụ đánh bạc là Trần Anh Linh. Ông Linh là golfer có tên trong đội tuyển miền Nam VGA Union Cup 2023, tham dự giải golf VGA Union Cup 2023 do Hiệp hội Golf Việt Nam tổ chức. 4 người còn lại trong nhóm tội tổ chức đánh bạc là các nữ nhân viên chia bài.